Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 24 tây tháng 5 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ cho quý vị hai cái chương trình đã ký hiện giờ đã thành luật rồi. Chương trình thứ nhất là cái chương trình hỗ trợ cho những ai là chủ sở hữu nhà và có những cái khoản nợ vay để trả tiền nhà, người ta gọi là Mortgage Assistance, 10 tỷ đô từ liên bang sẽ gửi về các tiểu bang, hoặc là người ta đã gửi rồi và tiểu bang họ dùng những cái số tiền này để họ có những cái chương trình của tiểu bang của họ. Ai đủ điều kiện và apply như thế nào thì Ngọc xin chia sẻ chung chung một chút xíu. Sau khi mà quý vị biết được cái cách tìm những cái chương trình này thì hy vọng quý vị sẽ tìm ra những cái đường link. Nếu như Ngọc có những đường link thì Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị trong những cái video sắp tới. Một cái thông tin cập nhật cho tiểu bang Texas thì hiện giờ cái tiểu bang Texas họ có cái thông báo là ngày hôm nay, tại cái thời điểm của ngày hôm nay nè quý vị, ngày thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021 là Texas bắt đầu gửi ra những cái khoản tiền, những cái thẻ để trả cho cái chương trình PEBT dành cho những gia đình nào mà có con em ở độ tuổi đi học hoặc là nhỏ hơn 21 tuổi. Đó là cái tiền phiếu thực phẩm khẩn đối với PEBT. Thì ở đây riêng Texas là đã có 2 tỷ cho cái chương trình này rồi, bắt đầu từ ngày nay họ cứ tiếp tục gửi như vậy, đến khi nào mà họ có những thông báo mới thì Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị. Đối với cái chương trình Mortgage Assistance đối với quý vị thì Ngọc thấy là cũng có những cái hạn chế, chứ không phải là nhiều người được đối với họ sẽ xét những cái hồ sơ, nhưng mà chúng ta sẽ có cái cơ hội để nộp đơn apply xin cái chương trình này từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2025. Cho nên là chúng ta cứ tìm hiểu về nó, bỏ túi, khi nào cần thì mình dùng. Và Ngọc cũng hy vọng là quý vị sẽ không cần dùng đến những cái chương trình hỗ trợ này, tại vì Ngọc nghĩ rằng là họ sẽ xét hồ sơ rất là kỹ, và trước khi mà họ chấp thuận hồ sơ của quý vị thì quý vị cũng nợ nần tiền nhà cũng nhiều rồi mới xin được những cái khoản tiền này. Cho nên là Ngọc hy vọng là quý vị không có nợ nần. Đó, ý Ngọc là vậy ha. Thì ở đây á, người ta nói rằng khi mà quý vị được chấp thuận và được cho tiền á, thì người ta sẽ hỗ trợ để quý vị trả những cái tiền utility bills, tức là bưu điện, bưu nước, bưu ga, bưu gì đó, những cái khoản utilities mà quý vị xài trong nhà, trả tiền bảo hiểm nhà đất ha, bảo hiểm cho cái căn nhà đó, trả tiền HOA, Homeowners Association fee, rồi tiền thuế nhà đất, property taxes, rồi tiền mortgage, tiền lãi, tiền gốc gì đó. Nói chung là những cái chi phí cần thiết liên quan đến cái nhà đó để mình có được một cái chỗ ở và mình không có bị nhà băng kéo nhà. Ở đây đó thì người ta sẽ xét dựa trên rất là nhiều tiêu chí. Thì Ngọc nghĩ rằng á, mọi người sẽ hỏi Ngọc cái đường link để apply cho cái chương trình này. Thì Ngọc xin trả lời cho quý vị là hiện giờ Ngọc chưa có một cái đường link cụ thể nào hết. Nếu như quý vị muốn tự tìm hiểu về cái chương trình này thì quý vị vào những cái housing agency của cái tiểu bang của mình á để tìm hiểu, hoặc là quý vị vào cái trang Google bấm cái từ khóa là COVID-19 Mortgage Relief và bấm cái tiểu bang mình vào, hoặc là cái quận mà mình ở đó, và quý vị cứ lên Google tìm kiếm. Nếu như Ngọc có những cái thông tin mới, Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị, nhưng mà Ngọc không hứa là Ngọc sẽ đi tìm đầy đủ 50 tiểu bang, cho nên là quý vị hãy chủ động tìm hiểu những cái chương trình này. Hiện giờ cái chương trình này họ sẽ ưu tiên cho những ai hiện giờ bị nợ tiền mortgage, sắp bị nhà băng kéo nhà, nói chung là họ có những cái ảnh hưởng về kinh tế và làm cho họ đang bị lung lay, là chuẩn bị là nhà băng kéo nhà mình nè, thì cho nên là bên chính phủ họ sẽ hỗ trợ. Ở đây á, người ta yêu cầu mình là phải là chủ sở hữu cái căn nhà đó. Thì cái điều này Ngọc nghĩ rằng là một cái điều dĩ nhiên, hiển nhiên, và mình phải hiểu ra được cái điều này. Và quý vị phải có một cái mortgage, tức là quý vị phải vay ngân hàng, chứ quý vị đã trả off cho cái căn nhà đó, quý vị sẽ không được hưởng cái mortgage assistance này. Nhưng quý vị nha, quý vị phải vay chủ sở hữu, nhưng mà quý vị phải có cái tiền vay nợ, và cái tiền vay nợ ngân hàng này phải nhỏ hơn, mà có một cái balance, cái số dư là 548.250. Thì tại cái thời điểm đó là tại thời điểm của năm 2021 nha quý vị. Ví dụ như là quý vị mua một cái căn nhà là triệu đô đi, và quý vị vay 70%, thì
quý vị sẽ có một cái tiền mortgage rất là cao thì quý vị sẽ không đủ điều kiện để tham gia cái chương trình này. Và dĩ nhiên á thì họ sẽ ưu tiên những ai là đang gặp rắc rối về tình hình tài chính. Đó, và cái income của họ thì Ngọc thấy là họ có xét theo income nha. Income ở đây á là người ta sẽ dựa vào cái thu nhập bình quân của quốc gia. Đó, và nếu như mà quý vị có cái income cao á thì cái income cao Ngọc nghĩ rằng là quý vị sẽ không đủ điều kiện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều về chung chung những cái chương trình hỗ trợ trong cái mùa đại dịch này là họ tập trung vào để giúp đỡ những cái gia đình gặp khó khăn do cái đại dịch, ví dụ như mất jobs, và đặc biệt là những cái gia đình thuộc theo cái group là low income hoặc là low medium income. Còn những cái gọi là những cái gia đình mà có income cao thì có thể là họ chỉ được cái tấm stimulus check. Đối với tiểu bang Texas và cái chương trình PEBT của họ thì hiện giờ cái chương trình này đã được gửi ra vào ngày hôm nay, bắt đầu gửi ra nha quý vị. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 5. Thì ở đây họ nói rằng là mỗi trẻ em như vậy á là có thể là lãnh tổng cộng tối đa là 1.200 mỗi trẻ cho năm học 2020-2021. Và ở đây người ta chia thành nhiều cái giai đoạn để mà người ta gửi thanh toán cho mình, và người ta nói rằng những em nào mà ở cái độ tuổi gọi là sinh trước hoặc là sinh vào cái ngày 1 tây tháng 8 năm 2014 trở về trước, nếu như những em nào sinh sau cái ngày 1 tây tháng 8 năm 2014 á thì những em này sẽ không đủ điều kiện, cho nên là cũng không có chờ đợi làm chi cho nó mệt, bởi vì họ sẽ không có cho tiền. Nếu như quý vị muốn tìm hiểu về hai cái chương trình này, quý vị có thể là vào cái trang web này hoặc là gọi vào số 833 442 1255. Thì ở đây Ngọc thấy á, cái chương trình này á là họ nói á, bây giờ những cái trường học họ sẽ gửi thông tin, gửi thư báo về cho những phụ huynh, và họ sẽ dựa vào những cái thông báo này để điền đơn. Nếu như mà ai đã nhận cái chương trình SNAP này nọ kia thì quý vị không có cần phải apply cho cái chương trình này nữa. Còn nếu như mà quý vị muốn apply mới á, thì quý vị phải canh. Nó sẽ bắt đầu vào ngày 2 tây tháng 6 năm 2021 đến ngày 13 tây tháng 8 năm 2021. Họ sẽ nhận đơn và quý vị có thể nộp đơn vào để xin cái chương trình bữa ăn miễn phí, bữa ăn giảm giá cho trẻ em ở cái độ tuổi đi học. Và ở cái độ tuổi này người ta nói là nhỏ hơn 21 tuổi thì vẫn đủ điều kiện. Ở đây á, đó là cái thông tin của tiểu bang Texas thôi. Và Ngọc thấy những cái tiểu bang khác thì cũng có, nhưng mà không biết là họ đã thực hiện cái giai đoạn 2 chưa. Đây là cái danh sách của những cái tiểu bang có thực hiện theo cái chương trình PEBT cho năm học 2020-21. Ở đây á, quý vị thấy rằng á là Texas chi 2 tỷ cho cái chương trình này và bắt đầu gửi vào thứ hai, đúng không quý vị? Và đây là cái thông báo chính thức, quý vị có thể vào cái trang của Texas. Đây là các cái đuôi là GOV, là quý vị thấy rất cái thông tin chính xác. Nếu như quý vị muốn apply mới thì quý vị sẽ vào cái đường link này, và vào ngày 2 tây tháng 6 năm 2021 đến ngày 13 tây tháng 8 năm 2021 thì quý vị sẽ có cơ hội để tham gia và để apply cho cái chương trình này. Còn nếu như quý vị đã lãnh những cái chương trình Food Stamp SNAP rồi thì quý vị không cần phải apply làm gì, họ sẽ tự động gửi tiền về cho mình. Và nếu như mà quý vị nộp đơn mới á, thì người ta sẽ gửi về cho quý vị một cái thẻ mới, và sau đó mỗi khi mà họ gửi tiền thì người ta cứ nạp nạp tiền vô thẻ, nạp tiền vô thẻ, vậy là xong.